Xin chào các ba, hôm nay chủ nhật mình được nghỉ đây. Hôm nay mình sẽ tiến hành thay chậu cho cây hoa hồng các bạn nhé. Đây là hai cây hoa hồng của mình các bạn ạ. Đây là hai cái cành chiết đấy. Đợt trước mình mua về mình trồng bây giờ được mấy tháng rồi, nó bắt đầu ăn rễ ra rồi. Hôm nay mình sẽ tiến hành thay chậu cho hoa hồng. Đây là hai cây hồng, một cây hồng điều các bạn ạ. Cái hồng này thì mình quên rồi, không biết có phải là hồng Vân Khôi không. Đây, về giá thể nhé các bạn nhé. Đất thì bắt buộc rồi. Còn đây mình có trấu và phân gà và phân dê các bạn. Phân gà với phân dê đây này, phân dê của mình này. Mình chơi lan thế mình dùng luôn cái phân dê các bạn. Phân dê của mình toàn ủ hơn 1 năm rồi các bạn. Phân gà của mình vậy. Con mèo của mình. Đây là mèo anh lông dài. Đây. Giá thể là bắt buộc được đất thì các bạn. Đất thì các bạn có thể lấy đất vườn các bạn này. Hoặc là mua ở ngoài quán có đất Ba Hưng các bạn. Đất Ba Hưng rất là tơi xốp. Đây. Đây là đất vườn nhà mình các bạn. Các bạn nên chọn những loại đất đen này các bạn nhé. Nhà mình ở trên đồi có một loại đất một cam cam ấy, nó rất là nhiều xoải, trồng hoa hồng không thể lên được các bạn. Thì các bạn nên chọn đất vườn cái hoặc đất người ruộng này càng tốt. Đây. Đây là phân gà của mình các bạn. Phân gà các bạn cho vừa đấy nhé. Đặc biệt các bạn không được cho phân gà mà vừa dọn ở lấy cái chuồng nhé. Bắt buộc phân gà phải ủ các bạn. Phân gà với phân dê của mình đều là ủ hơn năm rồi đấy. Nó đã mục hết rồi. Đây. Trấu các bạn. Cái này trấu là họa sát gạo mình cho luôn mà. Các bạn nhé. Cho trấu vào rất là tốt. Tại vì cho trấu vào đất nó rất là tơi xốp. Đợt trước mình mới chơi các loại cây các bạn. Mình trồng mình không cho trấu vào đâu. Đến lúc mình thay chậu ấy, mình thấy đất nó rất là rắn. Thế là từ khi mình cho trấu vào phát đất nó rất là xốp các bạn. Mà trấu cực kỳ rẻ. Các bạn mà có trấu hun thì còn tốt hơn. Các bạn cứ trộn đều lên. Trồng hoa hồng không có gì là đặc biệt đâu các bạn. Quan trọng nhất vẫn là giá thể. Giá thể mà tốt thì không phải chăm sóc mấy các bạn. Chỉ việc tưới nước đều là được. Bây giờ là còn mấy tháng nữa là Tết các bạn. Bây giờ là 13 cả tháng 12 rồi. Âm thì hôm nay là cuối tháng rồi. Cuối tháng 10 này còn 2 tháng nữa là Tết này. Các bạn nhé, các bạn ra nếu mà các bạn không có cái cành hồng như của mình ấy, đợt trước là mình mua cành hồng họa chiết ấy. Mình lấy mua về mình trồng. Các bạn mà không có cái cành hồng chiết ấy thì các bạn ra quán các bạn mua những cây hồng nhỏ ấy. Các bạn để ý nhé, hồng nhỏ ngoài quán ấy nó có 2-3 loại. Một loại là ghép mắt các bạn. Một loại là cành chiết như của mình với một loại là dâm cành các bạn. Các loại dâm cành với loại cành chiết này gần giống nhau các bạn. Có một loại ghép mắt ghép ấy thì nó nhìn cái biết ngay các bạn, nó có một cái thân của tầm xuân. Rồi họ ghép cái loại hồng vào đấy. Thì các bạn nên chọn cái cành chiết như của mình ấy. Tại vì nhá, cái hồng họa ghép mắt ấy, nếu mà các bạn không để ý, nó sẽ ra có thể nó ra mầm và rễ ở cái đoạn dưới của tầm xuân các bạn. Các bạn không để ý là nó mọc cái tầm xuân còn to hơn cả cái mắt ghép của nó. Đây. Cái chậu này của mình rách các bạn, mình xé luôn. Rễ đang ăn trắng hết các bạn. Các bạn mà thay chậu rồi nhá, cây hồng ở trên này nó phát triển rất là nhanh luôn. Tại vì nó đang dễ nó non các bạn, nó ăn rất là bật bầm, rất là kinh. Các bạn mà chậu mà các bạn còn nguyên, các bạn cần dốc ngược lên các bạn là cây hồng nó ra ngay. Nhưng mình cái chậu của mình nó vỡ sẵn rồi, thế nên mình xé luôn chậu rồi. Này các bạn nhìn này, dễ trắng hết rồi này. Đây. Cây này khả năng phát triển rất là nhanh đây, tại vì đang ở cái chậu nhỏ ấy mà dễ lại đang dễ non nữa, nó đang ăn dễ rất kinh, phát triển rất là nhanh. Bây giờ đang là mùa thu các bạn, sang đông, thời tiết rất là khô hanh, thế nên hồng mình phải tưới ngày 2 lần các bạn. Mùa này là bệnh trĩ phát triển cực kỳ ác các bạn, trĩ mình phun mấy lần rồi vẫn còn. Đây này, các bạn nhìn này, đây là bây giờ tiện có phân dê các bạn, mình sẽ bón cho cây luôn.
Tại vì các bạn nhìn này, mùa này tưới nước 2 lần ngày mới các bạn nhé, mà gốc hồng vẫn rất là khô luôn. Tại vì thời tiết nó hành mà của chỗ mình mấy tháng này không mưa này, thế nên hồng rất là khô. Này, mình sẽ nhặt bỏ hết những cỏ ở dưới gốc đi, sau đó mình sẽ xới xung quanh đất ở trong xung quanh chậu, sau đó mình sẽ bỏ phân dê vào. Các bạn mà không có phân dê các bạn nhé, thì các bạn mua ra ngoài quán hay mua cái phân bò Ba Hưng ấy, có 30.000 một bao thôi, nhưng mà bón mình thấy rất là tốt. Mình rất là hạn chế các bón các loại phân hóa học các bạn nhé, mình chủ yếu là bón phân hữu cơ thôi. Tại vì bón phân hữu cơ nó bền cây mà nó không chai đất, đất rất là tơi xốp. Đây là cây hồng Sapa của mình. Các bạn mà đăng ký kênh của mình biết đấy, cái cây này mình trồng được mấy tháng thôi, nhưng mà nó ra chậu to phát là nó phát triển rất là nhanh luôn. Đây, các bạn thấy không? Mình chỉ xới xung quanh gốc thôi. Các bạn đừng xới sâu quá là sẽ vào rễ của nó đấy. Các bạn xới vừa thôi, xong rồi các bạn cho một lớp phân lên. Phân đây là phân dê, cũng không các bạn cho phân bò lên được. Hoặc là các bạn nhớ, chuối, những quả chuối tiêu các bạn, các bạn ăn không hết thì các bạn cũng thái nhỏ ra, sau các bạn cũng xới xung quanh gốc các bạn, xong bạn cho lên cũng rất là tốt. Đây, mình sẽ cho thêm cái đất thừa cái chậu kia sang này, phủ thêm một lớp đất trên mặt các bạn cho nó đỡ trôi phân. Các bạn thấy không? Phân à, đất của mình rất là nhiều trấu luôn. Hồng các bạn, trồng nhà mình có mấy cây thôi, có mấy chục cây thôi, nhưng mà trồng 1-2 cây trước mình trồng 1-2 cây thì không có bệnh mấy đâu, nhưng mà trồng nhiều cây bắt đầu nhiều bệnh lắm các bạn. Mùa này thì trĩ này, nhện đỏ này, cả đốm đen kìa, đốm đen vàng lá kìa. Còn mùa xuân thì nó có hô phùn ấy, nó hay bị bệnh phân trắng, thế nên các bạn để ý tí. Này, cái chậu này của mình cũng vậy này, dễ nó nhô hẳn lên bên trên các bạn. Các bạn tưới nước các bạn, tưới nước mà dùng ca mà cứ đổ từ trên xuống ấy, đất bên trên nó sẽ đi hết, còn trơ hết dễ dần này. Đây, cây hồng cổ Huế ấy. Cái nào của mình thế các bạn, mình cứ xới xung quanh gốc lên xong rồi cho ít phân vào. Đây là chỗ vườn mình trồng hồng này, hoa nở rất nhiều các bạn ơi. Hoa sắp tàn rồi, tí nữa mình sẽ tiến hành cắt luôn. Hồng của mình đang bị trĩ các bạn, mình phun mấy lần rồi đấy mà vẫn còn khá nhiều. Khi cắt xong mình lại phải phun lần nữa các bạn ạ. Đây, một bông duy nhất đã sắp tàn. Đây là Sapa của mình các bạn. Video mình đến đây là hết. Xin chào các bạn.